thú vị nhằm ngăn chặn đẩy lùi tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 năm 2021, tỉnh Tây Ninh tập trung triển khai đợt tổng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn toàn tỉnh. Trong vòng 36 giờ kể từ khi bắt đầu triển khai lấy mẫu xét nghiệm, người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà, trừ trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, hỏa hoạn, nhà có tan chế. Vậy tại sao phải? Ai ở đâu thì ở yên đấy ít nhất 36 giờ. Để cắt đứt các chuỗi lây nhiễm phải cần ít nhất 36 giờ là thời gian để virus SARS-CoV-2 nếu có trong môi trường sẽ không còn trung gian để sống và truyền bệnh. Đây cũng là thời gian chờ có kết quả xét nghiệm. Nếu dương tính, sẽ chuyển người nhiễm vào bệnh viện điều trị kịp thời, không để lây lan. Đối với dùng không phát hiện F0, thì xác định phạm vi dùng xanh theo ấp khu phố để chính quyền và người dân biết bảo vệ dùng an toàn. Đối với dùng phát hiện F0, thì phong tỏa cách ly y tế chặt chẽ, tiếp tục xét nghiệm truy vết, làm sạch địa bàn để sớm trở thành vùng xanh. Phải thực hiện nghiêm quy định giãn cách người với người, nhà với nhà, khu phố với khu phố, phường với phường, quyện với quyện, đúng chỉ đạo, ai ở đâu thì ở yên đấy. Nếu không làm được thì dù có sàng lọc rồi, nhưng trong thời gian 36 giờ vẫn còn giao tiếp thì nguy cơ mầm bệnh ủ và lan truyền vẫn còn.